À, em chào các bác. Hôm nay em mấy cái giỏ hạc vĩ em lở rồi. Giới thiệu các bác, đây là hạc vĩ Bắc. Ngày xưa nó cũng khá là đắt đấy. Ngày xưa nó cũng xếp ngang với cả phi điệp ấy. Sau đó là đây là hạc vĩ rừng Bắc Cạn em. Ở trên Bắc Cạn em thì có cả phi điệp, cả hạc vĩ rừng. Đấy. Hạc vĩ Bắc Cạn em thì thân nó có phần to mộc hơn là hạc vĩ Lào. Đấy, một chậu như này em bán có 150 thôi. 150 bao ship các bạn. Đấy, có nhà em còn có mỗi chậu này thôi. Đây là hạc vĩ Bắc. Bên này thì em đang có một đồ. Bên này em đang có một chậu phi điệp đang nụ này. Đây toàn là hàng xổ số đấy các bạn, 100% xổ số các bạn nhé. Đấy. Đấy, chậu phi điệp này nó có cả lẫn cây phi điệp vàng. Đấy, chậu này chỉ có giá 150 bao ship thôi. Đấy, bác nào lấy thì lấy 150 đây. Đang nụ rồi. Đây là phi điệp Lào. Em trồng từ năm 2018, bây giờ bắt đầu chuẩn bị nụ. Đấy, chậu này 150. Ở đây em còn những cái nhánh thanh ngọc nó xấu xấu này làm giống này. Những cái thanh ngọc xấu xấu già làm giống thì bác nào lấy thì em chỉ tính 50.000 một khóm này nhé các bác nhá. Đấy. Thanh ngọc này nó hơi già đây. 50.000 một khóm để các bác làm giống. Đấy, thanh ngọc những cái thân đẹp em chọn bán cho khách hết rồi. Còn những cái thân xấu này thì bán khó thì em sẽ thanh lý giá 50.000 một khóm cho các bác. Đấy, những cái khóm nó già già xấu xấu đây. Bật mầm rồi. Đấy, chỉ có 50.000 một khóm thôi các bác nhá. Địa lan thanh ngọc này. Đấy, thanh lý địa lan. Đây toàn bộ là thanh ngọc đây. Những cái khóm đẹp thì vẫn là 80 các bác ạ. Đấy. Khóm đẹp vẫn 80 nhưng mà khóm xấu xấu thì chỉ có 50 thôi. Đây, những khóm này xấu xấu này chỉ có 50 một khóm này. Đấy, chủ yếu làm hàng giống các bác về tập trồng. Nếu các bác mà cẩn thận mà trồng một cái đất bùn ao luyện ở Nam Định thì tốt lắm. Đất ở Nam Định này thì đa phần ở Nam Định họ làm, còn ở trên này thì cũng không ai biết làm. Không phải không biết làm mà nó phơi nó cũng hơi lâu. Đấy. Đấy, toàn bộ thanh ngọc này em bán giá rẻ chỉ có 50.000 một khóm này. Còn bên này là những cái chậu kiếm xích ngọc trắng này. Đấy, những cái chậu tầm 3 thân là 250 một chậu. 3 4 thân là 250 một chậu, bao ship. Bên kia là những chậu to hơn thì là 300. Còn đây là trắng tiên nữ Hưng Yên này. Đấy, cái này em bán 350 một mẹ một con này. Hôm nọ lở hoa tại nhà em rồi, có hình hoa rồi. Đấy, trắng tiên nữ Hưng Yên. Bên này em vẫn đang có rất là nhiều vàng cánh bầu Hải Phòng. Đấy, rất nhiều vàng cánh bầu Hải Phòng. Chỉ có 200 một thân và 230 một mẹ một con và bao ship. Đấy, vàng cánh bầu Hải Phòng là một cây lớn nhanh, đẻ khỏe, không bao giờ sâu bệnh. Nó rất khó nó bị sần. Còn phan trí gieo hạt em vẫn bán là 70.000 một cốc. Còn xanh Huế gieo hạt là 60.000 một cốc. Bên này là kiếm semi lưỡi đỏ em bán là 700 một thân. Đấy, những dòng semi lưỡi đỏ của Thái. Còn xanh Thái thì 400 một thân. Đây, một mẹ một con là 450 này các bác này. Xanh Thái này, cây rất là to khỏe. Đấy, còn đây là Hoàng Long Thái là cũng 700 một thân. Hoàng Long Thái hoa nó như Hoàng Long Việt ấy. Hoa đẹp lắm, bây giờ bắt đầu đến mùa hoa Hoàng Long Thái lở đấy. Đây có một cây xanh Thái thế sừng trâu này. Ôi mẹ nó thối, con này thối rồi. Đây này, một mẹ một con là 400. Đấy, vàng cánh bầu Hải Phòng nhà em đây rất là nhiều. Còn phi điệp ở cái phi điệp này em bán 50.000 một thân. Nguyên thân tơ thôi. Cái này chắc là mai em mang đi trồng hết. 50.000 một thân. Đấy, kiếm trắng tuyết ngọc thì em chỉ còn những cái thân rời như này. Đấy, em bán 300 một thân bao ship các bác nhé. Đấy, trắng tuyết ngọc toàn thân rời thôi. 300 một thân bao ship. Đây, trắng tuyết ngọc này. Đây, ví dụ như khóm 2 thân này 600 này. Đấy. Đây nó còn một chậu vị hoàng sần duy nhất này, chỉ có 400.000 này. Đấy, vị hoàng lá sần 400.000, khóm duy nhất. Còn đây có một khóm. Đây cũng là một loại kiếm vàng. Kiếm vàng này 230.
Còn đây là Patana, Patana bán 900. Đấy, đây là kiếm Patana, semi Patana. Đấy, vàng cánh bầu, nếu mà các bác muốn em lách thân già thì em chỉ bán thân già 50.000 một thân thôi nhá. Đây, em sẽ lách những cái thân già 50.000 một thân già. Đấy, chỉ có 50.000 một thân già thôi. Tuyết ngọc thì hết cả thân già, thân ngọc hết rồi. Đây có một đấy. Bên trên này thì em không không có mặt hàng gì. Để xem bên trong này, đây là cái bạt, cái thảm này 121 m, bao ship này. Đấy, đây là cái thảm để các bác giải lên cái sàn nan cho nó đi vừa êm vừa ấy. Cái này nó nặng lắm các bạn. Đây, ở bên dưới nó là lốp cao su. Các bác giải lên thì các bác ngồi nó sẽ êm và nó không bị thụt chân. Đây em còn một chậu vị hoàng xấu này, nó không được đẹp lắm, đấy là lỗi này. Đấy. Chậu này 4 thân. Đấy, 4 thân em tính à. Đấy, hàng này cũng không được đẹp lắm thì em bán. À thôi. Thế này em bán 25 triệu thôi các bác nhá. 4 thân 25 triệu. Đấy. Và ná từ 2 đến 3. Đây có cái vết này là vết cháy từ mùa hè năm ngoái nè. Thời điểm mùa hè nóng để nên cốp xe ô tô nó nóng. Đấy. Còn chậu này 5 thân một mầm này, 60 triệu này. 5 thân một mầm và một ngồng hoa là 60 triệu. Đấy, ná 3,5 trở lên. Chí sần thì em còn cây này. Cái này là bị tụt cái lõ này hồi tháng 8 năm ngoái này, em nhỏ rốt tinh vào thế nào nó khỏi bệnh, thế là bây giờ đẻ được hai đứa này, đẻ được một đứa này. Đấy. Chậu này em bán 8 triệu. Chỗ này là Phú Thọ nhà em, Phú Thọ này thì khách chốt rồi. Đấy. Chỗ này khách chốt rồi. Mùa này đang lên mầm rất là lớn, đầu tiên nó 70 phân thì mà bây giờ mầm mỗi mầm lên 3 phân. Đẹp lắm, 5 mầm, sợ thật. Để dã man luôn. Đây các em còn mỗi cái chậu Phú Thọ còi nhất này. Đấy, Phú Thọ thì mới đầu các bác nhá. Đây, nó cái mầm lá nó đen đen. Đây nó ám ám này này. Đấy, cái đầu lá nó cũng ám ám này. Sau đó mà mùa này dễ nhận ra đây, nó ám ám này, xong đến khi lớn lên là nó bay hết đi các bác. Đấy, chuẩn Phú Thọ nó phải như thế. Và những cái sọc trắng ở cái cây này nó rất là rõ ràng. Đấy, những cái sọc trắng ở cây này nó rất nhiều sọc trắng. Đấy, khi mà đấy các bác nhìn thấy không? Cây thì xanh sạch này. Nhưng mà đến đời, nhưng mà cây mới ra mầm thì nó lại có màu tím tím này. Đấy. Cái này rất là dễ nhận ra. Thường thường những yếu tố này ít cây khó được những cái ít cây có được những thông số như thế. À, bên này thì em còn có. Đây em còn có một chậu vàng Tây Linh 2 thân này 6 triệu này. Đấy, chậu vàng Tây Linh 2 thân này 6 triệu này. Đấy, hàng này làm giống rồi, 6 triệu này, 2 thân. Còn hàng này thì em còn một mẹ một con là 4 triệu. Đấy. Một mẹ một con này là 4 triệu, hàng giống thôi. Đây Tây Linh. Còn đây là vị hoàng em, cây bé này. Đây chí sần em có thân này 4 triệu rưỡi này. Đấy, mỗi thân là 4 triệu rưỡi là chí sần. Ở bên trong này thì em còn một cây trắng cánh bầu Thái Nguyên, cái hướng bên này là 1 triệu 3 này, làm giống đây. Đấy, hàng giống thôi. Còn thân già bên này em gửi cho một bác ở Hà Nội rồi. Đấy, còn semi nước đỏ thì 600 một thân. Đây cây trắng cánh bầu Thái Nguyên làm giống này cũng 1 triệu 3 này. Đấy, còn có đúng thân này đây. Ở semi dêm này thì 500 một thân. Đấy, Hoàng Long Thái thì em còn khóm này là 1,4 triệu này. Còn đây là một thân củ rất to bự này, to dã man luôn. Nhưng mà lá nó lại lát hết. Thân này cũng 700. Thân này còn nguyên lá 3, 5, 7, 8 lá. Còn một chậu vị hoàng sần này. Đấy. Chỗ này em để thôi, tại vì cái này em được tặng. Nên em không bán. Đấy, ngoài các kiếm dòng đây, kiếm đây là tiên nữ hương nhiên này. Đấy.
Còn đây là cây Patana. Thân rất to khổng lồ, 700 một mẹ một con. Đấy, ngoài ra các vật tư như là vỏ thông, rêu rừng, dớn thì em chỉ còn dớn mảnh vụn thôi. Vỏ số 3 là 16, số 2 là 16 và số 1 là 15. Đấy, đây là vỏ thông. Các loại chậu như là chậu bí là 30 là 14 này, bí 25 là 10, 11. Đây là sen không có lan này, phi 25, sen rất đẹp này. Mẫu sen này em bán có 10.000 thôi. Còn mẫu sen nâu thì có lan phụ thì 12.000, 25 và 30 là 14.000. Mẫu sen đen này rất là hay này, rất là nhiều nhựa. Các loại phân như là phân Hàn Quốc này, 20 10 10 cộng TE này, phân bón hỗn hợp LPK. Phân Hàn Quốc này cũng được các bác chấp nhận và cũng khá là ổn. Cái màu phân của nó là nó không giống màu của phân chì Nhật đâu, nó hồng hồng, tím tím, trắng trắng. Đấy. Theo dự đoán của em, theo suy nghĩ của em, bán phân lâu năm là nó sẽ trộn cái thành phần này một loại phân, thành phần này một loại phân và thành phần này một loại phân. Cho nên em nhìn thấy nó có 3 màu: hồng, tím, trắng. Đấy. Còn phân cá hồi này vẫn bán 30.000 một cân các bác nhé. Đây là phân cá hồi Lao Y, cái thành phần hữu cơ nó chiếm 69%. Đấy. Và với cái công nghệ lén của nước ngoài thì với máy móc của nước ngoài nó hiện đại lắm các bạn. Nó nén cho thì rất là chặt. Phân nén càng chặt thì tan càng chậm. Tan càng chậm thì cây càng hấp thu theo kiểu từ từ. Đấy, cái này mà kết hợp với cái túi lọc trà này nữa. Các bác sẽ nhồi vào những túi lọc trà như này. Đấy. Túi này bé là 50.000. Bé là 50.000, còn túi to là 60.000. Đây còn các loại phân thuốc để chiều nay em sắp xếp lại. Rồi em ấy cho các bác. Còn giả gỗ 25 này em bán là 8.000, giả gỗ 30 là 11.000. Đây là những dòng giả gỗ có lan phụ và thẳng lan thẳng. Đấy. Còn 20 là 6.000. Đấy. Rồi em cảm ơn các bác.